Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Future FE 125/2020 ra mắt cái phiên bản mới, mức giá chỉ từ 30.200.000 đồng. Mới đây Honda vừa chính thức ra mắt cái mẫu xe đạp Future FE 125 phiên bản 2020 với việc bổ sung thêm hai cái lựa chọn màu sắc mới với mức giá bán chỉ từ là 30.200.000 đồng. Honda Future FE 125 được thiết kế trên ý tưởng đẳng cấp xe số mạnh mẽ, lịch lãm cho người đàn ông trưởng thành, mang cho mình cái kiểu dáng cao cấp với cái sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét, nhằm làm nó bật thêm cái sức hút khó cưỡng cho cái mẫu xe này. Các kỹ sư nhà Honda cũng đã khéo léo thay đổi chi tiết trên xe trên cái phiên bản vành nan hoa. Future còn được thay mới và tạo hình 3D cùng cái lớp phủ chrome sang trọng, tạo một cái chút điểm nhấn cho tổng thể cái mẫu xe này về một hình ảnh cao cấp mạnh mẽ hơn. Trên cả hai phiên bản là vành đúc và vành nan hoa, hai cái màu mới lần lượt được bổ sung là bạc nâu đen và xanh đen, giúp tăng thêm cái lựa chọn màu sắc cho từng khách hàng. Ngoài những điểm thay đổi thú vị kể trên, cái phiên bản mới của Future FE 125 vẫn sử dụng hệ thống đèn flash mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng sử dụng hàng ngày, như cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy, an toàn khi đi dầm đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và kéo dài tuổi thọ của bóng. Mặt đồng hồ thiết kế thì cao cấp, giúp cho cái chiếc xe này khác hoàn toàn so với những dòng xe trong cùng phân khúc. Cái dòng xe này tiếp tục có sổ chính mình có động cơ 125cc truyền thống của nhà Honda, được duy trì chất lượng cao với hệ thống lọc phun sinh tử BCP, hệ thống trung hòa khí thải đáp ứng được cái sự nghiêm ngặt tiêu chuẩn theo Euro 3, đi kèm thiết kế lọc gió tăng thêm cái công suất đà, mô men xoắn cực kỳ đại, đồng thời thêm là cái khả năng tăng tốc là cực kỳ nhảy. Tiện ích là một trong những điều Honda chú trọng nhiều nhất khi phát triển những mẫu xe mới. Với phong cách mạnh mẽ cao cấp, Future FE 125 2020 còn được tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng, mang đến cho những hành trình thoải mái và cái cảm giác an tâm hơn cho người lái. Hệ thống cái đèn chiếu sáng phía trước được bổ sung giúp tăng cường khả năng nhận diện lưu thông trên đường phố cả ban ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó, xe tiếp tục được duy trì ổ khóa thiết kế hiện đại đa năng, dễ dàng sử dụng, an toàn chống rỉ sét rất hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Hốc đựng đồ thân thiện hơn với người dùng, mang lại cái sự tiện nghi tối đa cho mỗi cuộc hành trình. Future FE 125 2020 sẽ chính thức có mặt tại các thị trường bắt đầu từ ngày 29 tháng 5 năm 2020 thông qua các cửa hàng bán xe dịch vụ Honda của nhiệm HIS ở trên toàn quốc, với chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Một điểm mới nhất cái phiên bản là Future 2020 là việc bổ sung thêm gam màu mới cho hai bản vành đúc và vành nan hoa. Như vậy, phiên bản phanh đĩa vành đúc sẽ có tổng cộng tới 5 màu sắc, bao gồm đen nâu, trắng nâu đen, xanh nâu đen, đỏ nâu đen, bạc nâu đen. Phiên bản này được bán ra trước mức giá đề xuất là 31.400.000 đồng. Các phiên bản phanh đĩa vành nan hoa bao gồm hai cái lựa chọn màu sắc gồm có đỏ đen, xanh đen, được bán ra với mức giá là 30.200.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like, subscribe.